Dạ vâng, chúng tôi trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình OVN4TV và đài VNTV online. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về tên nước, tức là quốc hiệu của nước ta. Thì cái tên nước văn Việt Nam nó có từ bao giờ? Thì thưa quý vị, như lần trước chúng tôi đã trình bày là năm 1804, vua Gia Long đã sai Lê Quang Định đi sứ Trung Quốc và xin cầu phong nước ta là Nam Việt. Thế nhưng Triều Thanh sợ đặt vấn đề Nam Việt nằm trong cái lãnh thổ Văn Lang cũ của chúng ta, nên đổi tên nước là Việt Nam. Vô hình chung thì cái sự kiện Triều Thanh dị ứng sợ cái tên Nam Việt, nó lại trở lại đúng với cái tên Việt Nam mà danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã viết trong Dư Địa Chí. Từ năm 1428 tới 1430. Và sách cái An Nam Chí của Lê Tắc cũng xác nhận là lĩnh Nam đất người Việt, nên Triệu Vũ Đễ là người Việt. Chính vì vậy Triều Thanh đã sợ. Thì nước Nam Việt là do sử sách Tàu viết theo cái ngữ pháp Trung Quốc, nên đặt cái tính tự là phương hướng trước chữ Việt. Thực ra thì trong văn nói vẫn là Việt Nam. Thì cái tuyên cáo của vua Gia Long có ban cho thần dân rằng từ nay trở đi Viêm Bang bền vững, tên hiệu tốt đẹp, gọi truyền thấy ở trong bờ cõi đều hưởng phúc thanh bình vui thay, nghĩa xuân thu thống nhất đã truyền khắp bốn phương, ân huệ lâu dài, muôn phúc cao dày, mọi người cùng hướng. Vậy bá cáo rộng để khắp mọi người cùng biết, nay chiếu. Đó là cái chiếu tuyên cáo đặt tên nước của vua Gia Long. Thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày là cái tên nước Việt Nam nó có từ lâu, ngay từ đời vua Trần Nghệ Tông 1370 tới 1372, thì Hàn Lâm học sĩ Hồ Tông Thúc được cử đi sứ sang Trung Quốc. Nhân dịp này thì Hồ Tông Thúc đã tìm được những sách sử Trung Quốc gọi là ngoại thư, tức là do những người Tàu gốc Việt, người Trung Quốc gốc Việt chép về gốc tích người Việt. Thì Hồ Tông Thúc về nước đã viết cuốn Việt Sử Cương Mục và Việt Nam Thế Chí. Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại là Việt Nam Thế Chí. Thì ghi chép về hùng triều thế phả và lịch sử của đời nhà Triệu Vũ Đế. Khi viết về hùng triều thế phả với tên sách là Việt Nam Thế Chí thì cái tên nước Việt Nam đã có từ lâu, có thể đã có từ cái thời vua Hùng. Danh nho Nguyễn Trãi trong tác phẩm Dư Địa Chí soạn vào khoảng năm 1428 đã xác nhận Việt Nam là quốc hiệu của nước ta. Trong sách chương của Thiên Vương có gọi Việt Nam, Nam Việt, Giao Chỉ, An Nam, Nam Bình, ngày nay cũng gọi là Việt Nam, tất cả đều là Việt Nam. Và thêm một đoạn nữa là nước Việt ta, đời đời truyền nhau, vua đầu tiên là Kinh Dương Vương, dòng dõi Đế Viêm sinh ra đã có thánh đức, được phong làm vua ở Việt Nam, là tổ của Bách Việt. Ngay trong cái thi tập Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ của Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm cũng có viết là Việt Nam khởi tổ xây nền. Và nhà bác học Lê Quý Đôn trong bộ sách Vân Đài Loại Ngữ đã dùng hai chữ Việt Nam, nay xét tục ngữ Việt Nam. Nguyễn Siêu đặc biệt là trong tác phẩm Phương Đình Dư Địa Chí đã trích dẫn sách An Nam Cương Vị Bị Lục của Cố Viêm Vũ đời Thanh ở bên Tàu. Thì đã viết rằng nước Việt Nam là nước ở miền ven biển, là đất của 7 quận đời Hán và 3 quận đời Tần. Quý vị thấy là lãnh thổ nó nằm ngay ở trong lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Chính vì vậy sách An Nam Bị Lục, Cương Vị Bị Lục của Cố Viêm Vũ đã bị Triều Thanh tịch thu. Thì thưa quý vị, sau cái quốc hiệu Việt Nam á, thì đến đời vua Minh Mạng thì lại đổi tên nó là Đại Nam. Thì cuối năm 1838 thì vua Minh Mạng ra chỉ dụ đặt tên nước là Đại Nam như sau: nay bản triều có cả phương Nam, bờ cõi càng rộng, một dải phía đông bắc đến tận phía nam vòng qua phía biển tây, phàm là người có tóc có răng đều thuộc vào đồ bản, bãi biển xó rừng khắp nơi đều theo về cả. Trước gọi là Việt Nam, nay gọi là Đại Nam, hết thảy giấy tờ xưng hô phải theo đó mà thi hành. Thưa quý vị, thì vấn đề đặt ra tại sao là vua Minh Mạng lại không giữ quốc hiệu Việt Nam mà lại đặt tên nước là Đại Nam? Mà khách quan mà nhận định về thời vua Minh Mạng trị quốc thì tất cả đều phải thừa nhận đây là thời kỳ hưng thịnh của đất nước. Vua Minh Mạng đã hoàn thành cuộc Nam Tiến, Việt Nam và Siêm La, tức là Thái Lan bây giờ, tranh giành cái ảnh hưởng cuối cùng. Việt Nam đã sát nhập Chân Lạp vào Việt Nam và độc chiếm cái
cả cái vùng lục địa Đông Nam Á mở rộng mà lãnh thổ chưa từng có. Cái biên giới biên cương Việt mở sang tới tận qua Campuchia. Thì chính vì vậy, nhà vua đang nghĩ tới việc đặt quốc hiệu mới cho một thời kỳ hùng mạnh của đế quốc Việt Nam, nên mới đặt tên nước là Đại Nam. Ở đây có một vấn đề chúng ta là xét lại là sử quan triều Nguyễn. Rõ ràng có một cái định kiến về thời thịnh trị của hai triều đại Lý Trần, nên ngay trong chiếu tuyên cáo của vua Gia Long đã viết không những không trung thực mà còn cố tình miệt thị triều Lý, khi viết rằng từ đời nhà Lý về sau quen dùng tên An Nam cho nhà Tống phong cho ngày trước, đặt tên nước do vậy, vận hội dù có thổi thay nhưng trải bao đời vẫn giữ tên cũ, thực là trái với nghĩa chân linh dựng nước. Thưa quý vị, chắc chắn là dưới sử quan triều Nguyễn phải biết rõ là năm 1054 Lý Thánh Tông đã đặt quốc hiệu là Đại Việt. Và nhà Trần ba lần chiến thắng quân giặc Nguyên Mông vẫn giữ tên nước là Đại Việt, và đến nhà Lê bản Bình Ngô Đại Cáo do danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã tuyên xưng chỉ có nước Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Sử quan thời Minh Mạng đã hẹp lòng thiền cận, không muốn lấy tên nước Đại Việt thời Lý Trần, nên đã trình lên vua Minh Mạng chọn tên nước là Đại Nam, mà bỏ đi chữ Việt cội nguồn gốc tích của dân tộc. Chính vì vậy, ngày 3 tháng 5 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại đã tuyên chiếu xác nhận là quốc hiệu mới như sau. Tức là, thưa quý vị, Chư Khanh, nội các này là của chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập sau 80 năm thuộc quyền ngoại quốc thống trị. Thì tất cả cái sự kiện mà từ tên nước Việt Nam đổi sang nước Đại Nam và đến thời Bảo Đại, Hoàng đế Bảo Đại, ngày 3 tháng 5 năm 1945 đã viết rằng là Chư Khanh, nội các này là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập sau 80 năm thuộc quyền ngoại quốc thống trị. Thưa quý vị, đó là tên nước Việt Nam, và cái tên nước Việt Nam có trước từ thời vua Gia Long, xin chúng tôi xin nhắc lại. Và cuối cùng đến thời Minh Mạng đặt tên nước là Đại Nam, và vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là Hoàng đế Bảo Đại, nhà vua Bảo Đại đã đặt tên nước lại là nước Việt Nam. Và sau này nó có cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chúng tôi sẽ trình bày trong một cái đề tài kế tiếp. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.